ơn các bạn nha. Anh Việt đang chết một cặp xuyên cơ mặt đất với nhá. Hay gọi là ôm dành ngang lặng đến từ Mỹ. Hãng GML, số mã là SR4733X-6. Đây là phiên bản cao cấp nhất của đấy của nhá. Hết mức luôn, đỉnh chóp luôn. Thùng gỗ sơ sẩn. Này gọi là ông vui hiến trường. Này gọi là chuyên cơ đất của Mỹ nhá. Hàng lặng. Với con này nó cho một lực quánh cực quy lực, tiếng bắt cực sâu nhá, mềm, lan tỏa. Tức là nó có cấu tạo đặc biệt là có ba cái driver, hai cổ bát đều là từ 220-100, mã bát là 2226HBL, củ tép đời Dream nhá, cực khủng khiếp, tép học 100 từ 220-100, cực kỳ dễ ghép với những chiếc đẩy công suất. Ví dụ như là đa kênh 700, ground 5002, tuyết cực phê nhá, bóng đẩy Motivity 41300, quánh phê hết chỗ luôn, quá đẹp luôn, cái này bóng đẩy trong nhà, tiến nó quá rộng, tép của Mỹ bao giờ là một tép ma mị, nó thúc giục dòng người, nó cứa cắt trái tim mọi người phải đổ máu quá nhá, con này sẽ kiếm 3 đường tiếng, ui rồi, để cho dã nào, không đỡ được mà. Quá phê. Này có cắn kẹo anh đá vào chơi cái này đúng là phê nồi hơn. Anh em, em giới thiệu một chút về đôi loa này, bởi nhạc to quá. Thì đây là cặp loa mà được giới audio cũng như người tiêu dùng đánh giá là một trong dòng loa gọi chuyên cơ mặt đất, hay là thuộc dạng âm thanh sức mạnh. Nó sẽ cho lực bắt đánh cực căng, đánh mềm, đánh lan tỏa, giải trung rõ lời và giải tép cao sáng. Với cấu tạo đặc biệt dòng loa này, các bạn nhìn này, nó là hàng cao cấp rồi, nó đỉnh một mã các bạn nhé, là 4733X-6, tức là cao hơn cả 4733X. Thùng gỗ sơn sần nhựa nhá, thiết kế hình thăng cân là như này, rất đẹp. Và cái dòng X thì cái lưới của nó sẽ được lắp vào khe này, dòng ai nó sẽ bắt vào ốc đấy. Loa đẹp, loa ba tuyến dưới này, cái nó sử dụng đặc biệt cái củ bát đấy ạ, là đều là bát từ 220-100, mã bát là 2226HBL đấy, bát cho nhau, tép cũng là tép từ 220-100 đấy, khiếp không, loa hình trạng như mới không nhá, mới quét luôn đấy. Thì đôi này em sẽ bán một cái giá để tương tác kênh. Mà kênh em bên này nó bị tụt mất về tương tác đó nhá. Bán rẻ như là loa Trung Quốc. Bác hãy lắng nghe nhá. Đây bác nhìn vào đây. Bao zin bao đẹp cho toàn thể anh em để chơi loa Mỹ hạng lặng và loa xịn. Cái này mà hát thì bác không phải nghĩ đâu. 4733X-6. Sản xuất tại Mỹ nhá. Made in USA. Đấy. Đôi này các bác mà chơi thì không đỡ được luôn. Khẳng định các bác thì không đỡ luôn. Quá phê, phê loài luôn. Thực chất quá nhá, thực chất luôn. Mang bát đẹp, tất cả đẹp quá nhá. Đấy, bàng ở trong phao à. Thì đôi này em đang bán với giá giao lưu cho anh em chơi lô Mỹ nhá. Đôi này là 60 triệu tròn bao ship anh nhá, 60 triệu bao ship. Đấy, bác có nhu cầu thì khoản em trước mấy triệu nó lặng lắm anh nhé, đẹp. Giờ mời bác nghe một bản nhạc rất là lạ, hay lắm. Thì theo thì được biết ấy, đây là một cái bài hát nó làm là xôn xao cộng đồng mạng, không những ở Việt Nam mà trên khắp thế giới, mô tả về một người nông dân rất yêu thương vợ, cùng vợ bỏ ra đi, nghe nó rất là mạo mị. Ui, rất là mới, bài này thì mới với em thôi, các bác có thể nghe nhiều rồi, đúng không ạ? Này là phê không chịu được, xin em đừng đi. Còn nghe cái nhạc bài hát
ngày xưa, gọi tên em trong đêm mưa buồn. Cái bài này nó không có bát mà nó chỉ chưa mà âm thôi. Kinh, cái chung âm nó rộng, nó lồng lộng quá nhá. Mai đây em ra đi xa mãi, em sẽ chẳng đi đâu người ơi. Triệu bao ship tặng anh ra. Em đừng đi. Quá chất luôn. Em phải đi. Hay quá. Anh chờ em. Anh chờ em.